quá mà chỗ này vĩ đại dân Quy Nhơn. Sân này rất đẹp, của Michael chắc sân nhảy được. Hãy có bằng nó bằng thẳng, không có quay được. Ở con ra. Hay quá sao? Cái chữ concert á, cái chữ nó bị nước hết cây gà. Chưa có sữa. Các concept là không phải, concept không là concert. Concert có đúng. Concert R. RP, không phải P. R. Concept khác. Concert, nó gọi là concert. Concert, concert. Chữ sai nha, chữ R cho chữ bờ đó nha. Con K là tờ, concert. Lát cảm xúc mong sao? Cảm xúc bình thẳng như thế nào trước giờ đây ạ? Háo hức, tại vì là cháy vé rồi. Trời đất ơi, live show chỗ cháy vé hết. Hai đêm là có hai đêm ta không còn một cái nào hồi đó mình mới mở live show thì nghe nói là ai mà mua ngàn vé. Muốn mua vé, có vé để mà bán nữa. Tại vì là vé đã được mọi người đăng ký trước. Một đêm là 1,700 vé là đều hết sạch rồi. Hai đêm đều hết vé rồi. Và nhìn sân khấu là vô cùng hoành tráng. À phòng mấy ghế thì xa. Quay ơi. Quy Nhơn đẹp quá trời đẹp luôn nè, em nhìn đi ghế da sang chảnh lắm luôn. Ủa chị ha, nếu đầu tiên chị hát như thế nào? Thank you.
mới sửa chữa đi qua ban làm ban đổi hát nữa đi. Rồi bài Hello sẽ là mở màn đó rồi sẽ ca búp bê tập trung với anh cái gì đó không tình đồng hả ơi hay là thấy không như thế nào em thử cái rồi có nhạc không anh? Cái này tem cái này hình như anh đang cái đem la trưởng anh sẽ tăng lên một tông nữa cho ban nhạc đánh live. Dạ. Còn cái này là anh hai nha mình hát thử với biết dạ. Nha. Vừa mở màn ra lĩnh biết không có còn tin nhắn không được mua 1.000 vé nhưng mà mình rất quý các anh chị em chợ đen tại vì rất tình cảm không? Khi nào mà có chợ đen là cái show nó khủng khiếp nhưng mình không bán ra ngoài tại vì vé đã đưa đến tận tay người ấy rồi những đại gia đình rồi khắp nơi từ Hà Nội Hải Dương. Thank you.